Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con mới về một số lô cát con. Và hiện tại thì bên con đang có 4 loại khác nhau và 4 mặt hoa khác nhau nha cô chú. Và con sẽ quay từng mặt hoa trên màn hình để cho các cô chú xem khảo. Và hiện tại thì có 4 loại và đồng giá là 35.000 một loại. Cô chú nào mua 10 cốc sẽ được tặng 1 nha cô chú. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số mặt hoa và hình cây của từng loại của chú. Và khi cô chú đặt hàng thì cô chú chỉ cần đọc cái mã số là 1234 thôi là được rồi. Và đây là tên của nó cô chú. Và đây là mặt hoa dòng thứ nhất. Tên và mặt hoa nha cô chú. Rất là đẹp luôn. Và đây là hình cây của nó cô chú. Rễ đã bắt đầu đang phúng ra rất là khỏe. Giá tiền là 35.000 một chậu. Đây là dòng cát con nha cô chú. Chỉ có 4 loại thôi và mỗi loại chỉ có khoảng có 50-60 cây thôi cô chú. Cô chú chỉ cần đọc mã số 1234 là con sẽ biết. Con sẽ gửi hàng cho các cô chú theo cái mã số mà cô chú đã đặt. Và cây này thì con sẽ lựa cây nào đẹp, cây khỏe thì con sẽ gửi hàng trước. Rất là khỏe, rất là đẹp nha cô chú. Mầm con đang lên rất là mướt luôn. Và kích thước cây của cái giò này thì nó khoảng được ở 5-6 xăng hoặc là 6-7 xăng. Cây rất là mướt. Đây được trồng ở chỗ mô nữa chú. Đồng giá là 35.000 một chậu. Mặt hoa mã thứ nhất. Đây là mặt hoa mã thứ nhất nha cô chú. Và đây là mã thứ hai của chú. Đây là cây cát hắc tùng. Hoa đỏ nha cô chú. Hoa rất là thơm luôn. Hoa to. Cát hắc tùng. Mã số 2. Đây, và đây là hình cây của cát hắc tùng nha cô chú. Mã số 2. Đồng giá là 35.000 một cây luôn cô chú. Rất là đẹp. Con đang lên rất là khỏe luôn. Cây rất là mướt nha cô chú. Đồng giá là 35.000. Cô chú có thể đo kích thước cây là cái điện thoại nè. Đồng giá là 35.000 một chậu. Và đây là mã số 2 là các hát tùng của chú. Mã số 2. Tiếp tục, mã số 3 đó là một dòng cát lai của chú. Và hoa của nó có hương thơm. Hoa rất là đẹp của chú, một dòng lai. Và giá của nó cũng là 35.000 luôn. Đây là mặt hoa của mã số 3 nha cô chú. Này, đồng giá là 35.000 một chậu. Cây rất là khỏe nha cô chú. Mặt hoa mã thứ 3 con đã có chạy trên clip rồi. Cây rất là mướt luôn. Đa số thì cây nào ngắn thì nó nhiều thân, còn cây nào hơi dài thì nó ít thân. Đồng giá là 35.000 một chậu. Cây rất là đẹp nha cô chú. 35.000 cho một chậu. Và mã số cuối cùng đó là một dòng cát mini và tên của nó là Monlight của chú. Đây là tên đó nha cô chú. Cũng có giá là 35.000 luôn. Và bên cửa hàng bên con ship từ 6 cây trở lên. Đây là hình cây của Monlight. Cây đã ra rễ rất là khỏe nha cô chú. Đồng giá là 35.000 một chậu. Và hiện tại thì con đã có 4 loại và con đã quay từng cái mặt hoa ở trong clip rồi. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ của cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú.